Xin mời anh. Chào thưa quan, chào tất cả các bạn tham gia diễn đàn nha. Tôi buồn ngủ lắm, tôi định ngủ rồi. Đang ráng nghe chút xíu mà nghe nói tới vụ này cái tôi cũng hơi bị tức tức. Vì tôi xin nói ít câu thôi. Vụ hay không dây hay thì theo cái cảm nhận của mỗi người. Cái vụ mà táo quân của năm á. Nó là cảm nhận của mỗi người, tôi không dám có ý kiến. Chứ còn tôi cảm thấy hay, bởi vì không hay khán giả họ không cười mà không đông, giống như là Quang Lâm nãy nói vậy đó. Dạ. Ngày càng đông thêm mà mỗi lần nói người ta, các diễn viên đã nói đó, cười dữ lắm. Đó thì riêng cá nhân tôi thì tôi không đánh giá hay không hay do sự cảm nhận của chính bản thân mình. Còn đối với cái status của nghệ sĩ Xuân Bắc á, tôi cũng đánh giá, bởi vì do cảm nhận. Bởi vì nếu anh bậy á, tôi không đánh giá. Nếu mà anh là người làm bậy, anh có suy nghĩ mà không đúng thì anh đọc cái status, anh cảm thấy anh là con thì anh nhột. Anh cảm thấy như là anh bị nghệ sĩ Xuân Bắc tát anh vậy, nên anh nhột, anh chửi là anh ta. Nếu rồi tôi nói cái phần mà trong tất cả các năm trước, từ mỗi năm hàng năm thì cái chương trình của cái Táo Quân thì các bạn đều thấy là nó dạch ra, nó đưa ra những cái xấu, những cái tệ nạn của các quan chức, của tệ nạn của xã hội và cái xấu của các quan chức tham nhũng nhũng nhiễu, tham ô nhũng nhiễu, làm cho nó chính vì mà người ta dám đưa lên cái táo quân cuối năm, người ta dám nói lên cái tệ nạn đó, cái thói xấu đó. Nó rồi chắc mấy ông thần nào mà dính hoặc chưa dính nhột, chắc nhờ mấy ông nhà báo giết để mà chặn nó đi, để cho nó không khui, không phanh khui, không nói xấu nữa, không có chọt lẻ sườn nữa, không chọt cho bắn họng nữa. À, theo tôi là như vậy nha, không biết các bạn nghĩ sao. Bởi vì nó phanh, nó đem cái xấu lên, nó cứ biêu rếu, nó cười cợt thì nhột thôi, nhột thì đâu có phản ứng được, bản thân mình đâu phản ứng được, cho nên mượn báo chí phản ứng phê giết trong vậy đó. Tôi, quan điểm của tôi vậy, tôi được quyền suy nghĩ vậy nha, chứ còn tôi không dám kết luận. Theo tôi thì tôi được quyền suy nghĩ vậy, ai cũng được quyền nghi ngờ. Còn cái sự thật nó là sao đó thì có kết luận của các cơ quan chức năng sau này thì nếu người ta điều tra được. Còn tôi thì tôi suy luận vậy, tôi được quyền suy luận thì tôi được quyền. Thì tôi chỉ có ý kiến vậy thôi, chứ tôi cũng muốn nói vậy lắm mà bây giờ thật sự buồn ngủ quá trời buồn ngủ. Thôi xin chào các bạn nha. Mấy mấy giờ mà anh đã buồn ngủ rồi? 10 giờ mấy rồi? À vậy à. Rồi, mấy bữa nay tại các bạn. Tại mấy diễn đàn nên em thức khuya lắm. Cảm ơn thầy thứ nhất nha. Chào mấy vô. Em chào tất cả mọi người. Chào 8 người trên diễn đàn của anh Thơ Quang. Em thì em cũng có nghe các anh trên cái diễn đàn này bàn luận về chuyện này, cũng nghe khá sôi nổi, và em cũng đã tìm ở trên báo và em đã vào nhà của Xuân Bắc. Em đã đọc rất kỹ cái bài cái status của Xuân Bắc. Nói cho cùng ra thì tại vì Xuân Bắc là nghệ sĩ hài mà anh. Cho nên là hình như cái máu nghề nghiệp nó ngấm vào trong Xuân Bắc, cho nên kể cả tiếng nói lẫn cái sa tút nó có một chút châm biếm, cái đó là có thật. Nhưng mà hình như mấy bác báo đưa lên nó hơi quá, tại vì thì từ cái thời ông thời cha là những cái danh hài ngày xưa, cái thời bố mẹ tôi á thì gọi là hề. Đó, người ta nói là diễn viên chính không hay bằng ông hề phụ.
Cho nên là thề là những người châm biếm đả kích để gây lên tiếng cười và cũng để phản ánh những cái gì đó nó là cũng còn hơi lợn cợn của xã hội đấy. Cho nên là mà toàn là những việc đã qua rồi thôi anh thấy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là cũng có khả năng đang đụng chạm vào một ai đó hoặc là một người nào đó, nghệ sĩ cũng không chừng, hay là nhà báo cũng không chừng, hay một người nào đó, thì phản đối cái đó cũng là lẽ đương nhiên mà. Nhưng mà có một người hay có một người nào đó hoặc có một một cái tờ báo nào đó đẩy cái việc này lên nó quá mức, hơi cao trào một chút, cho nên là khán giả thì cũng có người thấu đáo, biết trước biết sau, cũng có người chỉ nhìn nghe vào một phía, cho nên là càng làm cho cái này nó càng nóng lên, phức tạp. Dạ đúng, đúng rồi. Cho nên là em thì em cũng mới vào diễn đàn Anh Thư Quang lần này là lần thứ tư, và em cũng theo dõi cách đây từ từ cái năm mà Giàn Khoan 981 đến giờ, thì em biết cảm nhận được một cái là em đi ra ngoài, em cũng đã từng từng phân tích cho tất cả rất là nhiều bạn bè em ở ngoài, nhưng mà rất nhiều người vẫn nghe một phía, rất nhiều người vẫn nghe một phía, người ta vẫn nghe là ở bên kia bán cầu nói đúng hơn. À, em nói thật, cái này là em nói rất thật luôn, ngay đi đâu xa, ngay ở trong chỗ em làm thôi, có những người còn rất là trẻ. Và em nói cái câu này hơi đụng chạm nha, và chắc chắn anh Thơ Quang sẽ cười. Người ta còn chưa phân biệt được đất nước Việt Nam này có phải từ Hà Nội vào miền Nam hay không nữa kìa. Hỏi em là mày về cái nước Bắc á, mày có cần phải phải có bắt bo không? Nhưng mà người nhưng này mà mới có 33 tuổi. Một người phụ nữ mới có 33 tuổi. Em giật mình. Em nghe câu nói là bà về ngoài cái nước Bắc nhà bà có cần phải pizza hoặc là bắt bo không? Nói trời ơi, ở đất nước Việt Nam này, mày ra mày đi xe đò cũng về tới ngoài đấy, mày đi tàu hỏa cũng về tới ngoài đấy, hay mày sang hơn mày đi máy bay mày cũng về, mày mang cái chứng minh nhân dân lên mày thò là các ông cho mày về, bắt bo đi đâu mà bo. Chả có cần gì phải bo, mà cái lịch sử và báo chí người ta nói choa choả ở trên đài không chịu nghe. Nhưng mà lại hỏi ngược em một câu như thế này: ở cái nước mình đến bao giờ mới giàu như nước Mỹ? Đấy, đây là không phải em dẫn nhiễm diễn đàn anh Thơ Quang nha, nhưng mà cái sự thật hôm nay em lên tâm sự cho tất cả các anh các chị biết, nó cũng có dính líu đến cái chuyện này đấy. Tại vì anh không chịu đọc báo, anh không chịu học lịch sử thì làm sao anh biết được. Anh hỏi một câu như thế vậy, đất nước Việt Nam có ba miền Bắc Trung Nam, đúng không anh? Từ mũi giờ Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, học lịch sử là có rồi mà. Mà không biết được cái đó mà hỏi em một câu em giật mình. Thật sự hỏi em một câu mà em nói thật sự lúc bấy là em há họng luôn á. Thiệt mà. Cái này chắc chắc bà đó đi học thầy giáo huy nghiện quá. mà không phải anh, không phải một người đó nha, không phải một người đó. Không phải một người, nếu một người em nói là thầy giáo huy nghiện đúng, nhưng không phải một người. Đấy, nếu một người thì mình nói là cái người đó người ta ít học hoặc là người ta lười, không chịu lên, không chịu chịu nghe đài nghe báo. Nhưng mà hơi nhiều anh ạ. Hơi nhiều. Em nghe nhưng mà từ năm 94 đến bây giờ, em nghe từ năm 94 đến bây giờ. Đang làm ở đâu? Dạ. Ví dụ
Mỹ Dung đang làm ở đâu? Mỹ Dung có thể chia sẻ sơ cho mọi người biết không? Em Để đang mọi người biết được cái khu vực nó ở như thế thành nào. phố Biên Hòa À, Đồng Nai. đấy, một thành phố công nghiệp từ rất từ lâu năm rồi, Đúng rồi, đúng rồi. một cái nơi rất hiện đại và cũng một cái nơi rất nhiều người Bắc Nam Tư. Đúng rồi. Mà em nói thật với anh là năm 94 em nghe em đã mắc cười rồi. May ở cái người này này là cái người này này là rất muốn em làm dâu ở nhà họ luôn. Họ hỏi một câu, mày từ nước Bắc vào đây mày đi mấy tuần vào tới đây. Ê là em có sự thật luôn, em không hề nói dối một tí nào luôn. Mày từ nước Bắc mày vào đây mấy tuần mày mới vào tới đây. Bảo là chú ạ, cháu vào trong này cháu đi có 2 ngày à, cháu À. đi tàu hỏa có 2 ngày cháu vào tới đây à. Thế ông bảo, chứ em mới hỏi một câu như này, chú làm tổ trưởng tổ dịch vụ công cộng, chú đã bao giờ ra Hà Nội họp chưa? Tại vì công ty của chú là nằm ở Hà Nội đấy, là cái công ty của ông ấy là làm ở bên 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 dịch vụ công cộng, tức là không phải là quét rác hoặc là ấy đâu anh. Cái này là À. bên 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 Nghĩa Trang, bên À. Nghĩa Trang Mồ Mả. Dạ, cho nên là ông bảo là chưa, chú chưa ra Hà Nội họp bao giờ, tại vì em là cái người ở đó và bà vợ ông bị điếc, em là người trực tiếp nghe điện thoại ở Hà Nội điện vào cho ông ấy là rất là nhiều, cho nên em biết là À. ông chủ của ông ấy ở ngoài Hà Nội. Thế em mới bảo, ô vậy thì chú đi họp các ông sếp ở ngoài Hà Nội vào đây, không bao giờ nói là Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam mà. À, chú ông lặng thinh luôn, là ông không nói câu nào nữa. Em bảo thôi chết rồi, vậy mà làm dịch vụ tổ trưởng tổ dịch vụ công cộng 50 công nhân mà không biết nước Việt Nam nó bao nhiêu km vuông đáng thua rồi. Bởi vậy cho nên là em với đã từng nói với tất cả các anh chủ diễn đàn, em cần cần lắm những tiếng nói công tâm, là những tiếng nói sao cho thật, để cho cái tuổi trẻ, nếu những người nào mà người ta không có mê game á, người ta có thể vô được những diễn đàn, người ta nghe những tiếng nói thật để người ta biết đất nước Việt Nam có bao nhiêu km vuông. Và đất nước Việt Nam nó gồm ba miền Bắc Trung Nam, chứ không phải là đất nước Việt Nam là đất nước Bắc và nước Nam. Bởi vậy cho nên em nói thật với anh nha, em không phải nói gì. Cái năm 94 bọn em vào đây, nó cứ có cái nước Bắc với nước Nam, mà em nói thật rất là khó, khó xử, rất là khó. Đôi khi chúng cứ nói là mình vào đây xâm lấn không à. Thật mà. Cho nên là em rất thích vào những diễn đàn, là anh biết tại sao em rất thích lên không? Bạn em rất Sao nhiều, à? em lên đây là người ta À. biết, em lên đây là À, người ta vào. Đó. để cho họ nghe thêm. Đúng rồi. Em lên để cho bạn em biết là à, cái bà này bà vào đây. Còn nhiều người còn hỏi em về này, má ơi, má đi lên cái diễn đàn họ nói cái gì vậy má? Trời ơi, mày vào mày chịu khó mày ngồi nghe 15-20 phút là mày biết cái diễn đàn nó nói cái gì. Chứ bây giờ mà để má nói lại thì má không nói được. Và vậy cho nên hôm nay em nói, em biết anh, em nói lên là các anh sẽ cười em, nhưng cái đó là sự thật, cái đó là sự thật. Không sao, mấy nhiêu. Dạ, bởi vì là có những người mà em tranh luận với người ta ở ngoài đời là có khi tranh luận 2-3 tiếng đồng hồ, em vẫn là người không làm cho họ hiểu được. Thì đúng rồi, mình nói gì thì nói chứ mình cũng chỉ là một người dân thôi đúng không? Có những cái rất hạn chế rồi, chưa gặp những người mà họ 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 gọi là cái tư tưởng của họ họ bị nó bị phai nhạt đã lâu rồi đó, mà bây giờ muốn 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 gọi là làm cho nó sạch lại á, nó rất là khó, rất là khó. Nó đòi hỏi một người thứ nhất là phải có cái kiến thức về mô phạm là một cái, thứ hai nữa là phải có sự kiên nhẫn nữa, phải có sự kiên nhẫn nhất định nữa thì mình mới mới làm được, chứ còn không thì không thể nào mình tiếp cận được với những người như vậy đâu.
Thì mình chỉ nói thế này, ví dụ Mỹ Dung á, sau này gặp những người như vậy thì nếu mà họ có vào á, Mỹ Dung khuyến khích họ vào các diễn đàn như thế này nè, mà khuyến khích họ là mạnh dạn đặt câu hỏi, mạnh dạn đặt câu hỏi. Thí dụ họ không biết gì họ cứ comment họ hỏi, thì trong đây thì mọi người ai biết được cái gì thì sẽ bổ sung cái điều đó. Thì tin rằng á, thì nếu họ tiếp xúc lâu dài á, thì chắc chắn thì họ sẽ có cái ánh nhìn nó khác liền. Cho nên là Mỹ Dung cứ khuyến khích họ là vào chơi. Ok.